Hello, xin chào các bạn nhá, lại đây mình đây. Lâu lắm rồi không đi câu các bạn ơi. Vừa nãy đi vào cái chạy xuống cái hồ huyền thoại này, đi tạt qua cái hồ kia được một con chắc gần 3 kg các bạn ạ, nhưng mà lại không bấm được máy quay. Mình lại chạy xuống cái hồ huyền thoại mình hay câu hàng khủng đây các bạn. Lâu rồi không ra video mà lúc câu cá này thì lại không bấm được máy quay kịp. Câu mồi giả nên đeo hero máy ở trước ngực. Táp bất ngờ thình lình nên là không quay được các bạn ạ. Giờ mình vừa chạy xuống dưới cái hồ huyền thoại mình hay câu đây. Giờ hồ này giờ ấu với cỏ nó dày cộp lên này. Nấu rồi không xuống dưới này các bạn. Để xuống đây bấm máy quay xem có được con nào khứa khứa không các bạn ơi. Chứ giờ đi câu mình đi câu đâu không câu cũng chả quay được cái video nào. Nay tranh thủ cuối tuần bảo chạy xuống dưới đây câu, xuống dưới này cũng gặp với có hai anh em. Đó. Em nghe thế táp bục phát rồi mà. Mấy cân? Mấy ký? Em nghe thấy thấy cái táp bục phát rồi, em biết là chắc là anh dính rồi, thấy ngâm ngâm một lúc thấy cái em đang né con vợ ngoài kia nó đuổi cá con nó đuổi to lắm sóng nước lên mà nữ không thích gì hả. Ừ đẹp mà ủa to thế được 3,5 kg to hơn con của em nhiều một tí cả mũi đi mép. Ừ nó kéo nhiều dây quá kéo dây nhiều quá à? Có kẹp không có xách cái lấy cái này mà giữ này xong rồi ra đấy về vào vào ấy đi chạy vào lấy túi đi ra lại phía mà xử hả em nghe thấy nó đắp bạt phát mà có một con vừa nãy nó vút đi chỉnh chả mình nghe thấy cái bạt phát này nhà thôi chắc là bụp của anh rồi. Hả? Không kẹp được à? Dậy. Rồi. Cầm cửa rửa quá nó đi chứ. Không, cho vào túi nó sạch ấy. Đó đó. Đúng rồi con này mồi đấy này. Giật. Được chưa? Không con này nhỏ. Con kia cơ. Con kia đen xì mà. Con này con bé. Tốt. Hả? Ừ con này con nhỏ. Lại cần thủ lên hàng nha. Có. Hả?
Em bảo là mấy càng mang cái túi lưới vào khu này mà thả được ra lấy bọc nhái vào đây luôn nhá. Ừ, thế để đây. Hả? Để đây luôn, lấy túi sách để đây này cho nó câu cái bãi cỏ này, cái chỗ này nước nó cạn cá này vào, anh nghe chưa? Lấy cái túi lưới xong rồi lấy nhái luôn. Ông anh lại lên con nữa rồi các bạn. Con này chắc nó hơn 2 kg. Nó bồn quá đây. Đây có con chắc hay con gì ấy, con nóc đi chìm đi nổi chìm ở đây không biết. Chắc quá, nếu mà nóc nó đen cơ. Cắn rồi anh ơi. Hả? Giật quá à? Đang tha mồi rồi. Má. Hi. Hả? Lại lên hàng. Cá mà lưới quá. Yeah, em nhìn thấy nó đi nờ nghĩ là lên hàng rồi các bạn ơi. Đấy còn nhiều không? Đấy còn mấy con? Hả? Đấy còn mấy con rồi? Chắc còn 4-5 con đấy à? À 4-5 con thì được. Đấy, kéo được rồi. Thôi cứ thả vào trong túi lưới của anh nhá. Thả túi lưới. Nó sống. Lên hàng rồi. Đi. Chi. Tháo đi anh, lấy kéo túi cho. Đây, anh lấy túi đi. Để em tháo. Con này to hơn con đấy. Con to hơn con của anh. Chà. Chưa. Định chạy à? Hả? Vào rồi mà con định chạy nữa. Để tháo mồi cho mà cứ đau. Rồi để mình tháo con cá nhé các bạn nhé. Hôm nay bị đứt con ở đầu bãi cỏ thế này còn cái chỗ hôm anh bảo mày là kéo được 33 rồi. Ừ. Dây mới thì vừa thay xong đóng nổ dây. Hướng mặt rồi. Mấy con rình rập vừa nãy chạy ở đây rồi chạy đi không có điều rồi.
quấn nữa rồi, chắc quấn đi rồi. Con vừa nãy con ở ngoài kia to thật đấy, em nhìn thấy nó bơi bơi nổi nổi ở cái chỗ ngoài kia phát. Mình chưa kịp quăng được cái thì nhìn thấy nó nào nó đến cái nó tiến đi 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 này, nó phi nó bắt cá con luôn. Nó ăn con cá rồi là một lúc sau nó sẽ ăn. Xem nó không chết là mỗi năm bây giờ là mình câu xem đây. Dạ. Sen này là bị chết rồi, không lên được nữa rồi. Cái não còn sống sót thế nhưng mà nó lại phát triển mấy năm sau nó mới lên được. Tại rồi đợt rồi nước nó cạn quá. Nó cạn quá. Nước nó cạn đây này, nó bị tụt tụt nước đi xuống là nó chết đi. Ở cái con to lên là nó cuồn lên mấy phát mà anh dự nó không ăn đấy. Đâu? Đến lúc ấy nó cuồn lên đấy, cuồn ăn ừ. Mãi nó mới ăn à? Ừ, mãi ăn. Thì nó đớp con mồi ngoài mà anh dự mấy lần nó đớp con mồi ngoài bụp phát đấy, phát đầu đấy. Ấy, úi giời. Đâu? Phi lên mặt nước luôn. Ném nó đắn đầu đấy là nó vào đấy. Nó thấy động nó vào ấu đấy. Nhắm vào ấu, nhắm động nó vào ấu. Nó phi ra ngoài đấy. Không, nó động nó vào. Tám ưu dày ngoài kia đi ạ. Tám cá ở ngoài kia. Như kiểu đuổi cả vậy. Nó đuổi mồi mà. Ui cắn thật. Ăn rồi à? Ừ. Nhắm thấy rồ sóng lên. Nuốt nhanh lắm ấy, nước trúng nuốt nhanh lắm. Hả? Nước trúng nuốt nhanh lắm. Giật được không biết. Hả? Nó không chạy anh ạ. Ừ, nó không chạy đâu, nó nuốt rồi nó không chạy đâu. Thế tôi đóng, căng dây nó đóng. Ui, thả rồi sao ấy. Kéo à. Ui, thả thật. To. Nó thả ra rồi. Chưa tụt trống, tụt bồi luôn. Nó ngậm mà. Đứt con ở đầu bãi cỏ thế này các bạn. Cái chỗ hôm anh bảo mày là kéo ra ba đấy. Xả dây vô này. Hả? Con mồi to. To rồi bây giờ là dừng lại rồi. Dừng đóng. Hả? Căng dây đóng, dừng cái căng dây đóng. Ui. Kéo rồi. Ê. Đúng bài mà dừng là đóng. Ừ. Nhỏ lắm. Cũng không nhỏ đâu. Đẹp mà. Thôi thì em ra lấy cái túi phao của em luôn. Cho ở đây rồi tí nó về luôn đấy.